xin kính chào các bạn. Hôm nay Tài sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách để hát một bài hát cũng rất là hay, rất là nổi tiếng các bạn ơi. Đó là bài Lá Thư Trần Thế. Hôm nay chúng ta cùng học để bài hát này các bạn nhé. Trước khi học để bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Lá Thư Trần Thế được ca sĩ Hoài Linh sáng tác hình thức là 3 đoạn đơn các bạn ha. Đoạn A, phần mở đầu, chúng ta sẽ có sự lặp lại 2 lần, gọi là A1, A2 các bạn ha. Đến đoạn B, cao trào sôi nổi. Đến đoạn A phẩy. Đoạn A phẩy là phần tái hiện của đoạn A2 các bạn. Đẹp y chang đoạn A2 luôn các bạn ha. Rồi intro và ending thì luôn luôn có một bài hát rồi. Bài này mình sẽ đệm ở tông mi thứ các bạn nhé. Tông mi thứ nó sẽ có một dấu hóa, đó là nốt pha thăng. Mình chạy gam sơ cái ha. Khi đệm bất cứ ở cái tông nào, các bạn nên chạy gam của cái tông đó, thang âm của cái tông đó, gam của tông đó, để mình hình dung được trong cái thang âm nó gồm có những nốt gì, để khi mình đánh mình không bị lạc tông, không bị lạc trôi các bạn ha. Rồi, đó là cấu trúc của bài. Bây giờ mình cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ mình sẽ sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng air piano. Rồi, tiếp theo đó là tiếng string. Rồi, tiếp theo đó là tiếng guitar điện. Rồi, tiếp theo đó là tiếng saxophone. Rồi, tiếp theo đó là tiếng oboe. Tiếp theo đó là tiếng violon. Rồi, tiếp theo đó là tiếng trống. Để chút xíu mình bó chúng tay rồi, bạn tạo hiệu ứng. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ chọn thêm tiếng multibass. Với điệu này, với bài này, chúng ta sẽ chơi ở điệu slow rock. Điệu slow rock, các bạn sẽ chọn thêm tiếng multibass là chọn cho multibass nè. Rồi chọn cái bộ multibass là E.guitar 68. Để mình nghe hiệu ứng của nó các bạn nha. Đó các bạn, có một cây guitar đang rải mẫu đệm dùm cho mình sẵn luôn. Rất là hay các bạn ha. Khi mình mở riff trống lên rồi, cái mình bấm multibass này cho nó trộn vào cái bên phần riff trống của mình, nghe nó đầy đặn hơn các bạn ha. Rồi, đó các phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Lá Thư Trần Thế. Mình cùng học phần intro các bạn nhé. Các bạn quan sát dòng nhạc. Phần intro bài này chúng ta sẽ lấy đà. À, bài này mình để mình nhịp ở nhịp 6-8 điệu slow rock các bạn ha. Mình sẽ lấy đà ở phách số 4. Nhịp 6-8 nó sẽ có 6 phách trong một ô nhịp. Mỗi một phách là tương ứng một hình nó móc đơn các bạn nhớ nha. Mình cũng ôn lại một xíu về nhạc lý thuyết âm nhạc luôn. Rồi chúng ta lấy đà thì phách số 4. Mình đánh từ nốt mi. Nốt mi mình sẽ xếp ngón cái vô. Mi la mi si là mi. Mi si là mi. Nốt mi thì mình mới vô phách số 1 các bạn nhé. Còn nốt mi si là mình là nốt lấy đà mà thôi. Mi si là mi. Rồi nốt mi mình kéo út rồi. Tiếp tục qua câu tiếp theo. Si mi phá, bạn nó nhớ pha thăng nha. Si mi phá. Rồi tiếp tục. Si phá mi. Quá dễ bạn ơi, hai câu này giống nhau, nó ná nhau thôi. Làm lại. Mi si là mi, rồi kéo ngón lên, ngón cái của nó si nè. Si mi phá. Si phá mi. Nói chung là hai câu này nó nên lặp đi lặp lại thôi, mi phá thôi tới phá mi lại thôi. Rồi làm lại lần nữa. Mi si là mi, si mi phá, si phá mi là xong được một vế nhỏ. Tiếp tục ngón nốt si ngón cái ngón sẵn nè, si rồi ngón trỏ cái nốt la là si là hết được một vế, hết dòng chơi đó bạn, thấy đơn giản không? Làm lại nha, si rồi kéo ngón trỏ nốt la là rồi năm ngón đều lại si là hết. Bây giờ mình nối cả câu nữa, bạn quan sát thật kỹ nha. Mi si là mi, si mi phá, si phá mi. Rồi tiếp tục tới ngón cái nó si nè. Si là xong. Bây giờ mình sẽ nói hợp âm các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị hợp âm mi thứ 7. Bạn đã bấm được thì tốt, bấm được thì bấm mi thứ thôi, chẳng sao cả bạn nhé. Nhưng mà tèo khuyên các bạn nên bấm âm 4 ngón các bạn, cho tay mình nó linh hoạt hơn. Rồi tiếp bắt đầu. Mi si là mi. Nốt mi mình sẽ vô hợp âm mi thứ 7. Ok, tiếp tục. Si mi phá, nốt phá là mình qua hợp âm si thứ 7. Bạn bấm cho mình là si rê pha thăng và thêm nốt la vô. Thế ra hợp âm si thứ 7. Ok, đây tờ bấm đảo nè. Rồi tiếp tục. Si phá mi, mình qua hợp âm đô major 7. Bạn bấm mình đô trưởng này rồi thêm nốt si thôi. Rồi tiếp tục. Si là si, mình qua âm son major 7. Bạn bấm giùm mình son trưởng nè, rồi thêm nốt pha thăng vô.
Ok bạn nhé, đây mình bấm đảo nè. Rồi, như vậy là xong được dòng trên. Bây giờ mình vô, sau khi mình ghép hợp âm hai tay như vậy nó nhuyễn đó bạn, mình bắt đầu mình vô đổi tiếng và vô trống đánh thử ha. Bảo trống có vô nha. Dễ bạn, hết sức đơn giản nè, lần nữa nha. Hết sức đơn giản bạn ha, như vậy là mình xong được dòng trên nữa bạn. Bây giờ tiếp tục mình tập xuống dòng dưới. Si là si, mình đang đây đúng không? Rồi tiếp tục son, nó son ngón cái bạn nha. Rồi nó si, bạn kéo ngón chọn ngón út về. Si la, ok nha, nhớ chuyển ngón chỗ này nha. Son, rồi si là ngón út. Si la, tiếp tục mi lá son, mi son pha. Rồi tập tới đây các bạn nha. Son si la, tiếp tục mi lá son, tiếp tục mi son pha. Quá dễ bạn, ngón nốt cũng liền liền bật nhau dễ đánh. Tiếp tục pha son la si, si si la pha si. Cái câu mà xí xí là phà xí là mình sẽ đánh tút tí bạn nha. Rồi bây giờ mình nối cả câu này. Son xí la mì lá son, mì son pha, phà son la xí, liền bật nhau bạn nha. Rồi câu cuối cùng xí xí pha la phà xí là câu này mình sẽ tút tí. Bây giờ mình nối hợp âm nha. Son xí la, la mình qua hợp âm la thứ bảy, bấm la thứ thêm nốt son cho các bạn nhé. Tiếp tục mì lá son, qua âm đô major 7 mình thêm nốt si vô, đấm đô trưởng thêm nốt si vô. Tiếp tục mì son pha, mình qua âm pha thăng đêm, các bạn bấm cho mình là pha thăng nè, la và đô. Tiếp tục pha son la si, mình qua âm si 7. Rồi lúc đó mình bấm âm si 7 xong tay mình rảnh nè, bấm nút báo trống, bấm nút xin tốp để mình dàn câu này. Si si la pha si, si si. Mình dành từ nốt si thứ hai bạn nhé, nốt si thứ nhất không dành nữa nha. Si, si, la, phà, si. Ok, bây giờ mình sẽ nối cả câu này bạn sẽ thật kỹ nha. Sau khi tay mình quen rồi mình chọn tiếng đánh thử. Bắt đầu dòng thứ hai nha. Bạn tút ti hai tay đó, hai tay nè. Các bạn chưa quen mà đánh chậm cho tay mình quen chứ đã. Đánh ba con này cũng được nè. Ok, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ nối cả cái intro bọn sắp thật kỹ nha. Đầu tiên, bấm nút nhấp nè, bấm nút báo trống này cho nó nhấp nháy, nháy. Tức là nó đang đợi báo. Sau đó bấm nút star cho nó báo trống. Rồi trộn multibass. Rồi bắt đầu mình vô câu các bạn nha. Vô cả intro nè. Đơn giản bạn ha. Sau khi mình dặn câu đó xong. Lạy Chúa con là lính trần ngoài biên. Lúc đó mình đợi câu của ca sĩ mà hát thì mình vô. Hoặc các bạn có thể lấy tiếng trống rồi mình báo câu này. Lạy Chúa con là lính trần ngoài biên, lính trần ngoài biên. Đó mình báo câu tập tác tâm tâm xà. Cái xem ban cái xà này là mình vô hợp âm. Ok bạn nha. Rồi, như vậy là mình đã đệm xong được đoạn intro. Khá đơn giản, bài hát intro này cũng dễ, không khó lắm. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn xem dòng nhạc nha. Đoạn A bài hát, lúc này mình sẽ đệm ở cái feel cho nó êm dịu thôi. Rồi, mình chọn tiếng oboe nè. Các bạn thấy chữ oboe màu xanh xanh không? Tức là những cái nốt nhạc đó, mình sẽ lấy tiếng oboe mình đánh câu lót. Còn những ô nhịp nào mà không có nốt nhạc thì các bạn cứ lấy tiếng e piano nãy đó. Mình chập hợp âm nhẹ nhàng cho nó rền đang ô nguyên ô nhịp thôi. Cứ chập cho hợp âm nó rền đó như vậy. Ok bạn nhé. Tại vì lúc này mẫu đệm của mình đã có guitar bên multibass nó rải giùm mình rồi. Mình không cần phải rải mẫu đệm nữa. Mình chỉ việc lấy tiếng e piano chập nhẹ nhàng như vậy cho nó rền hợp âm ra thôi. Ok, giờ mình đệm thử bạn nha. Lạy Chúa con là lính trần ngoài biên, mình vô mi thứ 7. Rồi bắt đầu mình đổi tiếng oboe. Mình đánh cái câu này. Xì mi phá, xón pha xì,
Quá dễ bạn ha. Xì mi phá, xón phá xì. Quá dễ bạn ơi, rồi tiếp tục. Vì xa thành phố, mình qua mi trưởng, nên phải ra đi gì đó, mình qua la thứ bảy. Rồi tiếp tục mình đánh câu đệm như sau. Mì xí la, xón mi rề. Rê mình qua rê trưởng là xong, quá dễ bạn ha. Mì xí la, xón mi rề. Đêm nay tiếp tục qua rê trưởng, mình lấy tiếng em biên đồng chập. Vậy là xong dòng trên, mình thấy dễ không? Bây giờ đệm dòng trên, bạn xóa thật kỹ nha. Lạy Chúa con là lính trần ngoài biên, vì xa thành phố nên phải ra làng. Đêm nay ra 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 ra. Dễ bạn, hết sức đơn giản này đó. Mình đánh hai câu đệm mới xong, bắt đầu mình đổi tiếng e piano mình chập thôi. Rồi bây giờ xuống dòng dưới. Dòng dưới mình đệm cũng tương tự như vậy, lúc nào mình lấy tiếng e piano rồi mình chập thôi. Trời xuống mình đánh son major 7. Bạn nói được son major 7 thì càng tốt, không được đánh son trưởng thôi chẳng sao cả bạn nha. Rồi. Cho em cái tương sao mình qua pha thăng đêm. Ta muôn màu qua si 7. Rồi. Còn tưởng mình tiếp tục si 7 tiếp tục. Hòa Châu cứ sáng đầu qua si 7, bắt đầu mình đổi tiếng oboe mình xanh xanh đó. Mình đánh câu này. Mì xí la, phà la xí. Mì xí la mình qua bấm pha thăng đêm. Rồi bấm nút tút, bấm nút xin tốp để mình đánh câu này. Phà la xí. Ok, tiếp tục ca sĩ qua đoạn A2. Bây giờ mình đệm vòng dưới đoạn A1 các bạn nhé. Lấy tiếng E piano chập thôi nè. Đêm nay ta ra ta ta. Ta ra ra ta ta ta. Ta 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 ra ra ta ta. Các bạn ha, vậy là xong được cái dòng ha, dòng dưới của đoạn A1. Bạn thấy dễ không? Thực ra đệm hát cũng rất là dễ các bạn. Nó không phải là cao siêu múa lửa và múa may đâu các bạn ơi. Mình chỉ việc có câu, đánh câu, hết câu, lấy tiếng để làm nền. Các bạn nhớ nha, cái việc làm nền mới là việc là hết sức quan trọng. Tại vì sao? Mình là người đệm hát, mình đang đệm hát cho người ta hát, chứ không phải là mình đang múa lửa một bài nào đó mà mình đánh ồn ào lên, như vậy không được. Hay các bạn ha, nhớ nha, làm đánh câu có câu, hết câu đi nền, đơn giản vậy thôi. Như vậy là mình xong được đoạn A1. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A2 của bài hát. Các bạn sẽ dùng nhạc nha. Đoạn A2 lúc này chúng ta sẽ đệm tương tự như A1 thôi, nhưng mà mình sẽ đổi tiếng. Hồi nãy mình đánh tiếng oboe đúng không? Bây giờ mình đổi mình tiếng violon, đơn giản thôi các bạn, đâu gì cao siêu đâu. Rồi bắt đầu vô thử nè. Lạy Chúa con là gì đó, thiếu phụ miền quê, mình vô mi thứ 7. Rồi bắt đầu lấy tiếng violon mình đánh câu tương tự nãy cũng xì mi fa son fa xì. Câu đánh tương tự, câu đệm tương tự nhưng mà mình đổi tiếng thôi. Tiếp tục. Chồng con vì nước, mình qua mi trưởng, nên phải ra đi, mình qua la thứ 7. Rồi tiếp tục cho tiếng violon này mình đệm câu này nữa. Mì xí la, xón mi rề, qua rê trưởng. Nói chung là đánh y chang hồi nãy thôi các bạn, y hệt cái đoạn A1 thôi, nhưng mà mình đổi tiếng đệm cho nó khác chút xíu. Rồi phong ba, ba vậy đó, mình tiếp tục qua rê trưởng tiếp tục nữa. Là hết dòng trên. Quá dễ bạn ha. Bây giờ mình đệm dòng trên, bạn xóa thật kỹ nha. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên phải ra đi. Rồi đến tiếng Epino. Quá đơn giản bạn ha. Như vậy là xong được dòng chơi của đoạn A2, các bạn thấy dễ không? Đệm đơn giản, có hai câu nhỏ nhỏ thôi. Rồi tiếp tục xuống dòng dưới. Dòng dưới lúc này mình lấy tiếng Epino mình chập đơn tiếp tục thôi. Thòa chí, chí mình qua bấm một son major 7. Rồi sang thu mình qua bấm pha đêm. Đưa sang hè qua si 7. Còn đợi qua si 7 tiếp tục. Đã ta đã ta ta về mi thứ 7. Mình đổi tiếng violon và đánh câu này. Mì pha son lá, lá son pha mì. Câu này quá dễ bạn ha. Mì pha son lá qua la thứ 7 nốt lá. Rồi lá son pha mì về mi thứ 7. Hết. Bấm nút phiêu chống của đoạn B xuôi nổi. Bây giờ đệm dòng dưới bạn nha. Quá dễ rồi. 2-3 năm chưa thỏa chí, xa thơ ra ra sang hàng, còn đời ta ra 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 ra.
dễ bạn, nó chỉ đơn giản này. Lúc đó mình đánh cho nó xong rồi mình báo trống, bắt đầu ca sĩ sẽ qua đoạn B thôi. Bạn thấy dễ không? Quá dễ bạn ha. Rồi, như vậy mình xong đoạn A2 đi các bạn ha. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B. Các bạn sẽ tận dòng nhạc nè. Đoạn B lúc này mình sẽ lấy tiếng string và đi nền theo những nốt mà Tèo gợi ý. Ví dụ như bạn sẽ không chung, chữ chung mình vô Do Major 7. Bạn nào bấm được cái hợp âm 7 thì bấm, còn không được mình bấm bình thường thôi. Đô trưởng thôi, không sao cả bạn nha. Chữ chung đó mình bấm đô, nốt đô. Đêm từng đêm qua Do Major 7 mình đánh nốt C. Rồi. Vẫn nghe qua mi thứ 7 mình giữ nguyên nốt C luôn, nó kéo dài vô nối đó. Rồi về mi thứ 7. Từng lớp, lớp tiếp tục mi thứ 7 giữ nốt C luôn. Cha anh đi, đi mình qua Do Major 7 mình đánh nốt son trên này. Trong ngày mai tiếp tục Do Major 7 nốt son nữa. Rồi. Sang đi qua pha thăng đi mình đánh nốt pha, nốt pha. Đêm nay tiếp tục pha thăng đi nữa. Rồi, như vậy là hết dòng trên mà thấy dễ không? Quá đơn giản này, có mấy nốt thôi à. Giờ đều dòng trên bạn nha. Ok, ca sĩ hát thì kể ca sĩ, mình chỉ việc nhìn vào cái xít nhạc. Ô nhịp nào có nốt gì, ô nhịp nào đánh cái gì, mình đánh theo bài phổ đó các bạn ha. Rồi sau đó khi sau này mình nó quen rồi đó, bắt đầu mình sẽ nghe thêm cái giọng hát của ca sĩ nữa. Còn bây giờ mình mới tập thì mình chỉ việc nhìn vào xít nhạc, mình đánh đúng ý đồ của người bài phổ các bạn ha. Ok. Bạn sẽ vậy đó. Không chung đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp cha anh đi trong ngày mai. Rồi tiếp tục đêm nè nguồn vui xuống. Bạn thấy dễ bạn, hết sức đơn giản nè. Như vậy là mình xong được dòng trên, bắt đầu xuống dòng dưới, xuống C 7. Rồi mình đánh nốt pha, pha pha mi pha si, pha 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 mi pha si. Đó mình đánh như vậy bạn, pha 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 mi pha si. Chỗ này nguyên bốn ô nhịp này toàn là C 7 không, mình lặp lại câu này xuống pha pha mi pha si, rồi qua C 7 tiếp tục giữ nguyên, tiếp tục pha pha mi pha si. Nói chung mình đánh câu đó lặp lại hai lần như vậy các bạn ha. Rồi xuống nè, đêm nay nguồn vui xuống pha pha mi pha si. Rồi tiếp tục pha pha mi pha si. Đánh câu thứ hai này xong mình bấm nút xin top để mình dành. Những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Những đôi môi lạnh á, lạnh mình dành ngay C 7. Đã lâu mình qua la thứ. Các bạn có thể dành một nốt cũng được, hoặc dành nguyên hợp âm cũng được. Đã lâu không cười về mi thứ 7. Rồi tiếp tục mình đánh câu này. Lá son mì, tutti hai tay luôn. Là xong được đoạn điệp khúc. Bây giờ mình đệm dòng dưới và sẽ thật kỹ nha. Vô nè. Ta ra ra ta. Ta ra ra ra. Ta ra ta ta ra ta ta. Ta ra ta ta. Ok bạn ơi, như vậy là xong. Lần nữa bạn ha. Rồi, chú ý thật kỹ chỗ này cho bạn nha. Nốt nhạc nó cũng hơi phức tạp á. Lạy Chúa con la. Đó, lúc mà mình dặn câu đó xong, lá son mi, ca sĩ sẽ tiếp tục hát qua đoạn A phẩy bạn ha. Như vậy là mình đã đệm xong được cái đoạn B. Đoạn B này cái dòng dưới nó khá phức tạp đó các bạn. Các bạn nhớ đánh nốt thật là kỹ nha. Rồi như vậy là mình đã đệm xong được đoạn B. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A phẩy của bài hát. Các bạn sẽ dòng nhạc, đoạn A phẩy bài hát mình đệm y hệt, y chát, y chang giống hệt như đoạn A2 các bạn ơi. Rồi vô nè. Lạy Chúa con lứa tuổi học sinh. Dùng mi thứ 7 tiếp tục lấy tiếng violon đánh cầu nãy. Mi xì mi phá. Xón pha xì. Giống y chang nãy bạn ha. Cho con là gì đó, vì lính nên đã đi lính qua mi trưởng, đã ra đi la thứ 7, bắt đầu mình đánh cầu này mi xí la. Xón mi rề. Qua rê trưởng y chang như hồi nãy bạn ơi. Ta ta yên vui, vui rê rê trưởng tiếp tục. Là hết dòng trên. Bạn thấy dễ không? Giờ đệm dòng trên bạn nha. Lạy Chúa con lứa tuổi học sinh. Đó. Anh là lính nên phải ra đi.
yên vui cho ra ra ra. Quá quá đơn giản bạn ha, như vậy là xong dòng trên. Xuống dòng dưới mình cũng tương tự, tức e piano chập thôi. Cho rồi đầu tiên sang thơ mình qua hợp âm phan đêm. Sang đèn đèn qua si 7. Rồi tiếp tục. Để mẹ hiền hiền qua si 7. Con hết ưu phiền về mi thứ 7 là hết. Bắt đầu mình lấy tiếng violon mình đánh cho giống nãy. Mì pha son lá. Lá son pha mì. Hết, đơn giản mà nang vì son lá qua la thứ. Lá son pha mì, hết. Bây giờ mình đẹp dòng dưới bạn nha. Quá dễ rồi, lấy tiếng e piano chập thôi. Ta ta tên vui đầu tiên. Sang thơ ra ra sang ngàn. Để mẹ hiền con hết ưu phiền. Bảo trọng. Bảo trọng cái, mình quay lại đoạn văn tấu các bạn ha. Hết sức đơn giản. Như vậy là mình đã đệm xong được đoạn A phẩy. Bây giờ mình cùng đến với đoạn văn tấu. Đoạn văn tấu chúng ta sẽ đánh lại câu intro. Hoặc các bạn có thể đánh lại cái melody cũng được, của đoạn A1 đó, cho ca sĩ vô đoạn A2. Hoặc mình đánh melody của đoạn A2 luôn cho ca sĩ của vô đoạn B. Nói chung là tùy theo cái bài phối của người ca sĩ, họ muốn hát từ đoạn nào thì mình sẽ phối theo đoạn đó các bạn nhé. Tùy cái ứng biến. Rồi đến cái phần ending. Phần ending mình sẽ đánh lại câu intro các bạn ha. Ok, để ending thử nha. Ok, sau khi bạn dành xong, các bạn dành thêm một nốt về nốt mi nữa, âm chủ nữa là hết. Mình làm bài đánh, mình đánh cái câu ending như vậy cho đơn giản các bạn ha. Ok. Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát, bài hát cũng rất là hay, đó là bài Lá thư Trần Thế. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tèo chia sẻ nhé. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát. Từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.